bạn thấy bé rái cá này dễ thương không? Tên của em ấy là Tigo. Mấy năm nay Tiun chuyên kiếm tiền để giải cứu cho động vật. Riết rồi Tiun cũng không có quan trọng vô cuộc sống vật chất của mình nữa. Người cá nhận ra giàu có sẽ làm hại đến môi trường, nên hễ có nhiều tiền là người cá Tiun sẽ giải cứu động vật hết, nên không có sắm sửa gì nhiều cho bản thân được. Thật ra chúng ta nên chọn cho mình một cuộc sống bình thường thôi. Giàu nghèo gì cũng như nhau cả, không nên phân biệt. Hãy nhìn xem, có phải những nước giàu có nhất thế giới là những nước ô nhiễm nhất không? Như bạn cũng biết, Trung Quốc hiện nay là nước giàu nhất thế giới. Nó cũng là đất nước ô nhiễm nhất cái hành tinh này. Đất nước này đã đạt ô nhiễm đến mức tận thế khi các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đã đưa ra hàng loạt các nguyên nhân gây ra ảnh hưởng môi trường trầm trọng trên thế giới là phát sinh từ Trung Quốc. Bởi vì sao? Con người làm giàu quá rồi. Những thứ con người tạo ra toàn là gây hại cho môi trường không ạ các bạn ơi. Bây giờ người Trung Quốc đổ xô qua Việt Nam, đa số họ là giới thượng lưu, còn người dân của họ hiện tại đang chết dần vì ô nhiễm môi trường. Càng giàu thì con người càng tạo ra vật chất, mà vật chất của con người tạo ra không có cái gì là có ích cho môi trường cả. Ví dụ bạn xây một căn nhà thì bạn phải mua sắt thép, mà sắt thép là làm từ đâu? Có phải sản xuất từ nhà máy thép không? Để tạo ra nó, người ta phải đổ ra môi trường hàng loạt hóa chất độc hại. Đơn giản vậy thôi, cứ một ngôi nhà là cả đống hóa chất độc hại và còn nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa. Như những vật chất được dùng trong ngôi nhà đó thì sao? Nó còn rất là ô nhiễm nữa, như xà bông, bột giặt, rồi bàn chén, ly tách, cái ly, cái chậu, cái thau bạn dùng đều là những hóa chất độc hại thải ra môi trường. Bởi vậy càng giàu càng chứng tỏ mình nhiều tiền, nhiều của, nhiều vật chất. Đối với con người nó là rất hay, nhưng đối với người cá nó là rất sai trái. Chúng ta nên tận dụng những thứ từ thiên nhiên ban tặng thì sẽ tốt hơn, mới bảo vệ được môi trường. Còn con người phá hoại quá, không có cái gì tạo ra mà có ích cả, chỉ có ích cho con người thôi nhưng mà gây hại cho môi trường. Thà mình sống bình thường, không chấp không tranh, luôn nghĩ có lợi cho tất cả, luôn nghĩ những việc làm có lợi cho tất cả thì sẽ có được tất cả. Tất cả chúng ta sống trên đời này chỉ cần có thiên nhiên, động vật, bầu không khí trong lành và một cuộc sống bình dị thôi là đã có an lạc, có niềm vui trong cuộc sống rồi.